Yến xin kính chào cô chú anh chị và các bạn. Dạ kính thưa cô chú anh chị, hôm nay thì Yến tiếp tục chuẩn bị những cái phần quà để trao đến cho bà con trong cái mùa dịch này. Dạ thì những cái phần quà rất là ý nghĩa được cô chú Mạnh Thường Quân và các nhà hảo tâm giúp đỡ cho bà con trong cái mùa dịch khó khăn. Và hôm nay là mình chuẩn bị 100 phần quà, đợt này là Yến sẽ phát ở trong Sóc Trăng. Đợt này không phải là mình đi huyện, thì cũng còn một số vùng là còn rất là khó khăn thì Yến cũng còn phát tiếp tục. Dạ. Thì 100 phần quà ngày hôm nay là được cô Kiều Lê ở bên Mỹ cô giúp đỡ cho bà con. Thì mỗi phần quà là trị giá là 503.000 đồng. Và thì hôm nay Yến sẽ công bố rõ cái phần quà trước khi mà mình đi phát. Như mấy lần trước Yến cũng có nói là tại cái ngày mà Yến phát quà thì cái ngày đó rất là lu bu, do là mùa dịch này mình không có thể nào mà làm gườm gà được. Thì cho nên là lúc mà còn ở nhà chuẩn bị phát thì Yến lo mà Yến công bố trước hết các cái khoản để khi mà phát quà thì tới cái bữa phát thì Yến đi phát cho nhanh chóng chứ không có lu bu. Thì cái phần quà của mình thì cũng như những cái đợt trước của chú anh chị, các mặt hàng là đều không có thay đổi. Giờ Yến đã vô sẵn quà hết trơn rồi nè. Tại vì chiều nay là mình bắt đầu mình vận chuyển trước, thì bắt đầu sáng ngày mai Yến sẽ đi phát sớm cho bà con. Cũng như những lần trước là những phần quà này là sẽ là tận tay Yến là trao đến cho bà con. Dạ. Yến xin nói về cái phần quà của mình nha. Đây, Yến sẽ lấy ra để cho cô chú anh chị xem. Thì chưa, để Yến ghim xuống đất. Dạ. Rất là nặng. Đây, trước mắt là mình có một cái bao gạo 10kg là 120.000 đồng. Dạ. Còn đây, một cái bọc lạp xưởng nửa ký là 85.000 đồng. Đây, lạp xưởng thì như những lần trước không có gì thay đổi cô chú anh chị, giá cũng không thay đổi luôn. Người ta giữ giá cho mình trong cái mùa dịch này 85.000. Bột lạp xưởng này thật ra là nếu mà gia đình mà 2-3 người là sẽ ăn được rất là lâu. Mà những hộ mà Yến phát thường là có các ông bà cụ già mà cũng có nhiều người là neo đơn á. Nếu mà cái bịch lạp xưởng này mà người ta ăn là sẽ ăn rất là lâu. Dạ. Luộc hay chiên hay nướng gì ăn cũng được hết nha. 85.000 một bọc nửa ký. Kế đó là cá mòi. Cá mòi này là cá mòi hôm trước Yến có công bố là một lóc như vậy chỉ có 80.000 thôi. Do cá mòi này Yến đã mua được cái đợt trước đó, thì giá nó là đợt mà Yến mua được cái cá mòi rẻ. Do Yến chỉ mua được đúng 100 lóc thôi, cho nên là Yến mới để dành cho cái đợt này là phát chẵn 100 phần. Thì Yến để Yến phát cá mòi này là 80.000 đồng một lóc nha cô chú anh chị nha. Mua được cũng mấy tuần trước rồi cho nên mới được cái giá rẻ này á. Chứ bây giờ mà kiếm cái lóc cá mòi này là khó lắm. Cái loại này 10 lon, một lóc 10 lon. Đây là cái thùng mà hôm trước Yến có nói nè. Dạ đây. Đây là loại cá mòi mà hôm trước Yến có nói là cái mẫu thùng này nè. Là 80.000 đó. Một thùng vậy là 10 lóc. Mì ở đây là mình có một thùng mì. Mì này hôm trước Yến cũng có công bố một thùng là 68.000 đồng. Cái này là loại mì ba miền. Nhưng mà hôm trước Yến cũng có nói với cô chú anh chị là mì này là Yến chỉ còn được 80 thùng thôi. Mà mình phát thì tới 100 thùng trong phần lần. Yến cũng đã cố gắng là liên hệ để tìm. Mà bây giờ là không có tìm được 20 thùng kiểu này rồi. Khó lắm cô chú anh chị, mặt hàng này khó lắm. Cho nên là Yến đã tìm được một loại mì khác. Giá nó mắc hơn tới 20.000 lần là 88.000. Nhưng mà giá này hiện tại do so với thị trường là rẻ rồi. Yến bù vô 20 thùng mà loại khác để cho chẵn 100 phần. Đây là mì này. Dạ, mì này là mì tiểu nhị cô chú anh chị, hiệu khác. Hiệu khác thì mì này một thùng bây giờ là 88.000. Là Yến mua được cũng được mua được một mớ, nhưng mà bây giờ Yến bỏ vô trong cái đợt phát quà này là 20 thùng cho chẵn 100 thùng. Mì này là loại mì xào chứ không phải là mì nước. Mì xào này thì cái cách mà nấu thì nó cũng tương đương thôi, là mình nấu nước sôi rồi cái mình để cái giắt mì với cái gói gao vô rồi cái đổ nước vô là cho nó chín cái mì với cái gói gao, rồi sau đó là mình chắc nước ra rồi có một cái gói gia vị á. Gói đó là gói mà gói sốt, thì mình lấy cái gói sốt đó mình trộn vô trong mì ăn rất là ngon. Mì này Yến ăn rồi rất là thích ăn cái mì này, rất là ngon chứ anh chị. Thì 88.000 là Yến mua được. Nhưng mà nếu mà tới thời điểm hiện nay là Yến mua được hồi mấy ngày trước rồi. Nhưng mà tới cái thời điểm hiện tại này, nếu mà mình mua cái mì này nè, là ở ngoài người ta bán là giá 90.000 người ta sẽ không bán, mà giá là 95.000 thì người ta mới bán. Nhưng mà chưa chắc mình kiếm được số lượng nhiều để mình phát cho bà con nữa, để mua nữa. Dạ. Nếu mà mình mua ngoài đó là khoảng 95.000 một thùng. Dạ. Giá ngoài thị trường.
Còn cái mì ba miền này nè, nếu mà bây giờ mà mình kiếm được mà mua đó thì một thùng bây giờ là lên khoảng tầm 80.000 đồng một thùng là giá thị trường nha. Yeah. Nhưng mà khó kiếm lắm cô chú anh chị. Kiếm mà tầm 1 2 thùng gì đó thì chắc là có thể, mình đi mấy tiệm tạp hóa nhỏ nhỏ mình cố gắng mình kiếm thì có thể có, chứ mà kiếm mà được mà số lượng vài chục thùng là không có nổi để mua được nha. Yeah. Kế đó phần quà của mình là còn 20 cái trứng gà. Dạ đây. Cũng như hôm trước là Yến cũng đã đóng gói rồi sẵn hết. Ở đây là mình bỏ gom, lót giấy rồi an toàn để khi vận chuyển nó dễ cô chú anh chị. 20 cái hộp gà. Hộp gà đợt này là người ta giảm giá cho mình, bán giá một chục chỉ có 25.000 thôi, cho nên 20 hộp gà đợt này chỉ có 50.000. Dạ. Nhà rẻ hơn được 2.000 một chục. Yến cũng mừng lắm. Đợt dịch này mình mua mà rẻ hơn được chút thôi là làm đỡ tiết kiệm lắm cô chú anh chị, tại giá hàng hóa lúc này cái nào nó cũng tăng lên rất là dữ. Và cuối cùng trong cái phần quà 503.000 của mình thì còn lại là 100.000 đồng tiền mặt. Dạ, Yến xin đọc lại lần nữa về cái phần quà của mình. Mỗi phần quà 503.000 bao gồm gạo 10kg 120.000, lạp xưởng nửa ký 85.000, cá mòi một lóc 80.000, mì gói một thùng 68.000, trứng 20 trứng là 50.000, tiền mặt 100.000 đồng. Tổng số tiền của một phần quà là 503.000 đồng. Dạ. Ngoài ra cũng như những đợt trước thì mình còn thêm cái chi phí mà tiền bọc gói quà. Thì tiền bọc gói quà đợt này là tiền loại bọc bự này là 420.000 đồng, là 10kg rưỡi bọc bự, mỗi ký 40. Và còn cái bọc gói trứng bọc nhỏ thì nửa ký thì tầm khoảng 20.000. Thì tổng số tiền mà bọc gói quà là 440.000. Về cái phần tiền vận chuyển xét nghiệm thì do là mình phát ở trong thành phố thì cũng có nhờ xe của địa phương người ta hỗ trợ cho mình, cho nên đợt này là mình không có tốn tiền xe vận chuyển. Dạ. Và cuối cùng còn một cái phần mà Yến muốn chia sẻ trong ngày hôm nay, đó là về số tiền cô chú Mạnh Thường Quân giúp đỡ phát quà trong đợt dịch. Thì ngày hôm trước khi mà mình phát xong 120 phần ở tại huyện Long Phú, Yến đã công bố trong video ngày hôm trước, và số tiền còn dư lại cuối cùng 108.800.000 đồng. Thì hôm nay Yến có nhận thêm một khoản tiền cô chú Mạnh Thường Quân giúp đỡ nữa, đó là số tiền 38.560.000 đồng. Số tiền này Yến nhận thêm là nhờ sự giúp đỡ của các cô chú anh chị, bao gồm cô Ngọc Thiên Kim ở bên Pháp gửi tặng 2 triệu đồng, chị Mỹ Giang ở Mỹ gửi tặng 500.000 đồng, cô Mạnh Thường Quân giấu tên ở Sóc Trăng gửi tặng 500.000 đồng, một chị Mạnh Thường Quân giấu tên gửi tặng 500.000 đồng, anh chị Nghĩa Thu ở bên Seattle, Mỹ gửi tặng 2.258.000 đồng, cô Tố Tâm ở Mỹ gửi tặng 4 triệu đồng, cô Ivy Ngô ở Mỹ gửi tặng 100 đô Mỹ tương ứng 2.294.000 đồng, các Mạnh Thường Quân, Sadini Thích Nữ Huệ Nhân, Nguyễn Kim Nhạn, chị Jackie Fan ở bên Canada gửi tặng 8 triệu đồng, anh Mạnh Thường Quân giấu tên ở bên Cali Mỹ gửi tặng 500.000 đồng, chị Vân ở bên Cali Mỹ gửi tặng 200 đô Mỹ tương ứng 4.588.000 đồng, chị Tuyết Nga và anh Thanh Đặng ở Mỹ gửi tặng 3.600.000 đồng, cô Thu ở Sài Gòn gửi tặng 3.500.000 đồng, anh Đỗ Ngọc Báo và chị Bàn Kim Loan ở Mỹ gửi tặng 5 triệu đồng, cô Nguyễn Tuyết Hồng ở Mỹ gửi tặng 1.320.000 đồng. Tổng số tiền nhận được thêm là 38.560.000 đồng, cộng với số tiền hôm trước còn lại 108.800.000 đồng, thì tổng hiện tại còn lại là 147.360.000 đồng. Dạ. Yeah. Thì số tiền này là Yến sẽ để dành để phát cho những cái đợt tiếp theo, hoặc là mỗi lần mà Yến có đi đến được những cái hoàn cảnh riêng lẻ ngay tại trong trung tâm thành phố Sóc Trăng thì Yến sẽ trích ra và công bố rõ ràng trong từng video khi mà Yến trao quà. Yến xin thay mặt cho bà con xin cảm ơn cô chú anh chị Mạnh Thường Quân và các nhà hảo tâm rất là nhiều đã giúp đỡ cho bà con có những cái phần quà trong cái mùa dịch khó khăn này. Dạ. Ngày mai thì Yến sẽ bắt đầu là đi phát 100 phần của cô Kiều Lê, thì đợt này thì cũng sẽ ưu tiên chọn ra những hoàn cảnh khó khăn, những cụ ông bà cụ có hoàn cảnh neo đơn khó khăn, những gia đình mà có người bị bệnh tật, hoặc là những gia đình đông con mà bây giờ là đang thất nghiệp, không có cái tiền để mà ăn uống sinh hoạt trong cái mùa dịch này. Ngày mai thì sẽ đến trao, và hình thức trao thì chắc là cũng sẽ giống như bên huyện Long Phú, là mình sẽ cho bà con đến địa điểm như đã hẹn, nhưng mà mình sẽ cho đứng giãn cách ra cho an toàn trong cái lúc mà phát quà. Và Yến cũng như hôm trước là sẽ phát nhanh chóng, không nói chuyện, không hỏi han gì nhiều, để cho an toàn trong cái quá trình phát quà, không có xảy ra sự cố gì. Dạ.
Một lần nữa Yến xin cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều đã giúp đỡ, và Yến cũng xin cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi cái video của Yến. Yến xin chào và hẹn gặp lại.